đang vui bên anh, để nơi đây u hoài chìm trong men nồng say, lòng này bớt những tâm tư sâu cay. Thuyền đưa em rời xa mãi, chia đôi hai chúng ta. Chuyện tình mình ngày qua bên nhau thân đắm say như thế mà. Mong anh như cơn gió đã xóa tan đi bao cuộc tình. Mày cho ta gặp nhau rồi để gió gió ta cho lòng đau. Từ nay cho mai sau sẽ không yêu ai nữa đâu. Cuộc đời này dòng bao cô đơn cùng ta qua phương trời nào. Lạnh lùng người rời xa cớ sao em đã rời xa. Khi bên nhau anh có lỗi lầm gì sao người bỏ đi. Ta yêu nhau bấy lâu ngờ rằng bên nhau bát mãi đầm. Hứa yêu nhau đậm sâu giờ đành phải cách xa thật sâu. Lạnh lùng người rời xa xóa tan yêu thương ngày qua. Em vô tâm nên đã ra đi mà chẳng lời từ ly. Tim anh đang đóng băng, tâm hồn anh như đang chết lặng. Nhưng em ơi đừng lo, anh vẫn chúc em luôn bình yên. Xin chào tất cả mọi người đã xem livestream. Hãy nghe em trong tập hôm nay mọi người ơi, mọi người có thể thả tim và chia sẻ nhiệt tình để động viên hai anh em được không mọi người ơi? Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều mọi người ơi. Mong manh như cơn gió đã xóa tan đi bao cuộc tình. Mày cho ta gặp nhau rồi để gió gió thay cho lòng đau. Từ nay cho mai sau sẽ không yêu ai nữa đâu. Cuộc đời này dông bao cô đơn cùng ta qua phương trời nào. Lạnh lùng người rời xa cớ sao em đã rời xa. Khi bên nhau anh có lỗi lầm gì sao người bỏ đi. Ta yêu nhau bấy lâu ngờ rằng bên nhau bạc mãi đồng. Hứa yêu nhau đậm sâu giờ đành phải cách xa thật sâu. Lạnh lùng người rời xa xóa tan yêu thương ngày qua. Em vô tâm nên đã ra đi mà chẳng lời từ ly. Tim anh đang đóng băng, tâm hồn anh như đang chết lặng. Nhưng em ơi đừng lo, anh vẫn chúc em luôn bình yên. Lạnh lùng người rời xa cớ sao em đã rời xa. Khi bên nhau anh có lỗi lầm gì sao người bỏ đi. Ta yêu nhau bấy lâu ngờ rằng bên nhau bạc mãi đồng. Hứa yêu nhau đậm sâu giờ đành phải cách xa thật sâu. Lạnh lùng người rời xa xóa tan yêu thương ngày qua. Em vô tâm nên đã ra đi mà chẳng lời từ ly. Tim anh đang đóng băng, tâm hồn anh như đang chết lặng. Nhưng em ơi đừng lo, anh vẫn chúc em luôn bình yên. Tim anh đang đóng băng, tâm hồn anh như đang chết lặng. Nhưng em ơi đừng lo, anh vẫn chúc em luôn bình yên. Yeah, rất vui được chào đón toàn thể quý vị quay trở lại với chương trình livestream đường phố của hai anh em Ngọc Quý và Thành Đạt tối hôm nay. Cùng như thường lệ thì cho phép Ngọc Quý và Thành Đạt gửi tới tất cả anh chị em quý vị những lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương cũng như là những lời cảm ơn chân thành nhất ạ.